chào anh Quy. Rồi, thì mình chào rồi. Anh nha. Anh chào cả nhà. Rồi mấy người. Anh điện cho em mấy lần rồi mà anh chưa lên được. Công an chuyện là nó luôn quá em ơi, quá sốc mình lên. Vâng. Trước tiên thì anh gửi lời chào tới cho mọi người vài điều anh ha. Rồi, trước tiên anh chào Thành Nguyên, chào cả gia đình. Một ngày mới là vui vẻ, hạnh phúc, làm tiền vô như nước. Dạ. Rồi chào cô bác gần xa, trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng. Một ngày vui vẻ là chẳng đầy hạnh phúc. Dạ. Anh cho Thành Nguyên hay nào, ngày hôm nay mình đến từ đâu ạ? Dạ, anh ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ừ, từ Cà Mau. Dạ. Vậy là anh xuất phát từ Cà Mau đi về Cần Thơ là lúc mấy giờ? Anh đi hồi 4 giờ sáng. 4 giờ anh sáng? Anh chạy xe Honda lên Cà Mau. Anh gửi, rồi anh mới đi xe Phương Trang về về đây. Từ Đầm Dơi mà đi lên Cà Mau là... Là mất khoảng hơn 1 tiếng. Anh chạy bị lớn tuổi, chạy từ từ thôi em. Dạ. Rồi từ Cà Mau mình bắt xe đi về Cần Thơ là mấy giờ là có là từ hồi 6 giờ lên tới đây là 10 giờ mấy. Anh mới điện cho bà xã em. Đó, bà xã em chạy chỉ anh đường đi. Anh đi cờ vòng hãy người vô đây tới đây chưa. 4 giờ mà mình đi đó là mình cũng phải dậy lúc 2-3 giờ sáng rồi. Dạ, sửa sàng rồi tắm rửa rồi ăn uống nữa em. Cuối cùng cả đêm đâu có ngủ cả đâu. Cả đêm anh không có ngủ chứ thao thức cứ ở quê anh làm anh nói thiệt cái nào có sao nói vậy. Dạ. Có công an chuyện làm thì làm, không làm thì cầm cái điện thoại lên coi thằng Nguyên cái tới chừng đói bụng mà đi bới chén cơm ăn lại gùng tay. Dạ dạ. Đó, không biết cái gì mà nó thúc đẩy anh là đi siết để là để lên gặp thằng Nguyên. Anh điện lên cho thằng Nguyên mấy lần rồi nhưng mà anh đi không được. Dạ. Vâng, cho nên mọi người á, ai mà đang cô đơn á, mà muốn ở vậy á, thì bớt xem chương trình của Thánh Nguyên lại. Chứ mà xem nhiều là... Không được, xem chương trình em rồi, nó ghiền rồi, nó nhiễm rồi em. Yeah. Không thể nào mà buông cái điện thoại xuống được. Anh nói gian, anh không phải là con người, khi anh làm mà anh mệt mỏi quá, anh đói bụng giết rồi, anh không kịp nấu đồ ăn, anh vô anh bẻ cái gói mì mà anh ăn sống để anh uống nước vô cho nó no, để rồi chạy ra buôn bán nữa. Vâng. Vâng, nói chung là với cái sự nghiêm túc của mình, với cái chặng đường như vậy, Thành Nguyên cũng ghi nhận và chúc cho anh thật là nhiều may mắn trong cái công cuộc đi tìm ý trung nhân của mình ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên và mọi người cùng nghe. Anh là Nguyễn Minh Trung, sinh năm 1970, hôm nay anh 52 tuổi. Dạ. Đó, quê ở Đầm Dơi, Cà Mau. Dạ. Đó, vì hoàn cảnh vợ bị mắc hôm Covid. Chỉ thị 16, đó, thì anh sống một mình, anh buôn bán, rất anh mệt mỏi, anh chịu không nổi. Yeah. Thì hai đứa con gái, gả hết một đứa, còn một đứa qua Tết gả nữa. Thì hoàn cảnh vợ con thì anh không vướng bận gì nữa hết. Anh sống một mình đó, thì qua Tết thì bắt đầu là anh sống thoải mái một mình rồi. Anh còn đứa gái Úc, anh qua Tết thì anh gả. Đó, thì giờ anh sống một mình, thì anh muốn kiếm người cho nó có cái tâm, có cái đạo đức, biết buôn bán, về tập trung lo buôn bán với anh. Anh thì nói chung là sống nghề buôn bán anh thích lắm. Đó, buôn bán anh thích lắm. Nó chứ sáng là 2 giờ sáng là anh thức dậy là anh xách xe là anh chạy ra đường rồi đó. 2 giờ sáng. Để khi mình heo ở nhà mình có, mình làm. Rồi thiếu heo, mình buộc mình phải chạy cái huyện. Mình kêu ở lò làm cho mình một con heo để chở về nhà bán. Công việc chính là anh bán thịt. Anh bán thịt heo. Rồi anh mấy bạn bè ở Sài Gòn với Bình Dương với Đồng Nai yêu cầu tôm cua, anh đóng thùng anh gửi đi nữa. Thì có mình nên quay tròn rồi hết buôn ra rồi chạy đi bắt heo. Rồi bạn bè nó lại nó thích mình đó, rồi nó cắt 1-2 triệu tiền thịt rồi nó thích cái gì nó bày cái nó nấu nó ăn xong nó nhậu xong rồi nó buôn ra đó, rồi cuối cùng mình cũng rửa. Mình rửa mình dọn, có mình nên chịu không nổi Thành Nguyên rồi. Thì đi tìm Thành Nguyên đây nè. Chịu hết nổi rồi. Vậy là công việc chính của anh Trung là mình bán thịt heo. Bán thịt và heo. Ai có đặt cua tôm gì đó. Đúng. Là mình cũng đóng thùng gửi người ta. Đó, thì anh cũng hẹn tới ngày mà thành công anh sẽ đem tôm cua lên đây, anh phải nói là phải giữ lại. Đây là anh em mình tổ chức cái gì, ví dụ tôm cua với anh thì vậy đúng không, nhiều lắm. Vâng. Cái mức thu nhập về cái công việc đó như thế nào anh chia sẻ? Thịt heo á thì nó cũng tùy, nếu mà cô bác á thì ủng hộ mình nhiều là mỗi ngày mỗi con, mỗi khi một ngày 2 con đó Thành Nguyên mình nên anh á, thì 1-2 con cũng không chừng. Rồi khi rồi vắng 5-3 ngày rồi mằng lại con cũng không chừng. Đó thì nó cũng quân bình ra thì nó cũng đủ sống với 2 cha con. Đó thì có nhà thì nhà mặt tiền. Đó thì anh bày anh buôn bán anh làm gì có mình nên anh. Hai đứa con nó không cho anh làm nữa, nó tới già rồi đừng có làm quá, làm đủ ăn được rồi. Giờ 2 đứa con qua Tết thì cả đứa nữa thì xong. Anh không có vướng bằng vợ con gì hết. Yeah.
Như vậy là vợ anh mất là được bao lâu rồi? 17, 18 tháng 7 này nữa là giáp năm. Giáp năm. Ừ. Là cái âm hồi lịch, mà giáp lịch của mình đó ha. Dạ. Là ngay chỉ thị 16 mình luôn á. Ừ. Không lên ở chợ anh Vinh này anh không lên được, mà chợ anh cũng không có đưa hài cốt đâu, không có đưa mà xác gì được. Dạ. Vậy là do bị Covid rồi mới mất. Dạ đúng ha. Đúng rồi. Khi anh Trung đến chương trình của Thành Nguyên thì các con cũng như người thân ai biết và ủng hộ gì? Đúng. Có cha mẹ ủng hộ, cha mẹ nói là ta cho tiền mày đi nè, chương trình Thành Nguyên hay quá, má cho tiền mày đi. Hồi nãy anh lên tới đây điện hỏi mày có đủ tiền đi không, má cho mày 1 triệu nè. Nó thôi má ơi con có tiền đi rồi. Cha mẹ ủng hộ dữ lắm. Anh em rồi kêu đi đi, thấy mấy đứa em nó thấy ông cực quá tôi chịu hết nổi rồi. Dạ. Vâng, nói chung là được người thân của mình ủng hộ cái tinh thần của má, mình. Má không, má không già có... rồi, 80 tuổi rồi, ta cho mày 1 triệu đi nè. Dạ. Má ơi, đi đây chở anh về có mấy trăm ngàn à. Gì, đó là gì, con có vậy. Tiền, quá con có vậy. Tiền rồi. Đó không có tiền bạc nào mua được đâu. Đúng rồi, cha mẹ dạ. 80 tuổi rồi, ủng hộ lắm. Dạ, rồi thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh sau chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ nắm được bàn tay của người mình thương ha. Dạ, rồi thì ráng cố gắng nhờ vợ chồng em giúp cho anh, chứ giờ ở ngoài đời thì nó nhiều lắm Thành Nguyên. Đó, nhưng mà coi chương trình em rất hay. Ừ, anh để cho anh xin có ý kiến em, anh hỏi cái vụ cái chị ở dưới chị Vinh rồi em đi tự thiện ở đâu mà bị trội cây trúng cái sườn em nổi lên một cục nữa. Dạ, cái đó là anh Hồ Giang. Anh coi đó anh thấy thức cuộc trời ơi, người ta làm tốt vậy mà còn đánh người ta nữa, trời ơi hết biết. Bà nội kia bà còn gạt người ta lấy tiền cái nữa, mắt Thành Nguyên đi về tới gia đình dưới nữa. Khổ thiệt. Vậy là anh Trung muốn theo sát ha. Trời ơi, trời, anh cầm cái điện thoại với rồi gớt lên anh đói bụng anh cung tay, với chén cơm ăn là cung tay luôn á. Yeah. Coi mà quên anh. Quên ăn luôn. Dạ. Yeah. Anh làm anh 84 kg đó em, anh làm riết rồi anh mắc anh giờ anh còn 74 kg thôi đó. Dạ. Yeah. Không nhưng mà em thấy anh như vậy là vừa. Dạ, yeah. Nhưng mà mập hơn nữa thì ủa, mập hồi lúc 84 kg nó mệt dữ dằn. Mệt lắm. 84 kg lúc đó là anh con heo 100 kg anh giặt mình lên anh. Anh vô anh bắt mình lên anh. Chủ nhà ta la trời không? Dạ. Nói, trời ơi Trung ơi sao mày hay vậy? Ừ vậy mà bắt được không sao, bắt về làm ơn ha. Nhưng mà cuối cùng giờ cha mẹ không cho làm nữa, mướn lính làm. Ừ. Rồi ok, bây giờ thì Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính ha. Trời. Ngày hôm nay thì anh Trung đến từ Cà Mau, cái quãng đường cũng khá là xa, thì trời. Anh mong muốn bày tỏ tới cái ý trung nhân của mình như thế nào nữa. Thì bây giờ ý của anh á, thì anh không cần đòi hỏi gì hết, nhưng mà anh thì nó anh thích buôn bán dữ lắm. Ừ. Anh muốn tìm được người về để buôn bán tiếp anh. Thì anh coi chương trình của em, anh theo dõi là từ hồi Tết tới giờ là anh coi dữ trời lắm. Đó, thì anh thấy cái chị mà Hứa Thị Thi ở quận 9. Ừ, Hứa Thị Thanh Thi. Hứa Thị Thanh Thi, chị đó cũng lo buôn bán đó. Thì nói mà anh thấy anh cũng thích cái chị đó. Bài ra như tôm của anh gửi lên cho chị đó ở quận 9 bởi quận bán được đó. Ừ. Đó. Thì anh cũng thích. Mà nếu mà hợp đó, có duyên có nợ thì anh với chị đến. Ừ. Còn không duyên nợ thì cũng làm bạn bè thôi. Yeah. Cho em hỏi là anh thấy chị Thanh Thi có cái điểm gì mà anh ưng bụng nhất nào? Với chị Hứa Thị Thanh Thi nói rằng bây giờ nếu mà cái người đó sống có tâm, có đạo đức, không chè cũ, không hút thuốc thì ngay hợp của anh rồi, anh không hút anh thuốc không có như buồn không đó. Bất cứ những cái điều kiện đó là anh không có thiệt à, anh thề với lương tâm không có. Đó là mở mắt ra là biết đi làm ăn, có tiền là được, sáng kiếm tiền, chiều muốn đi đâu đi. Thì thấy chị nói bây giờ nếu mà điều kiện bên chồng là không có điều kiện làm ăn, chị sẽ đem về ở chung với chị để mà chị tìm điều là cái chuyện công ăn việc làm cho chồng. Đó. Đó, chị nói là chị cũng có là không phải chị có công ty nhưng mà chị có đứng sau lưng. Đó, chị cũng hùng hợp trong đó nhưng mà chị có cái xe bánh mì nhỏ nhỏ ngoài đầu ngõ đó. Rồi chị buôn bán thì anh đó thì anh đem tôm cua để ra cặp bên đó thì anh buôn bán hay là thịt heo gì anh để đó buôn bán thì cũng hay quá rồi. Đó thì giờ anh thích những người buôn bán như vậy. Cho em hỏi là cái clip của chị Thanh Thi chắc là anh cũng phải xem đi xem lại nhiều lắm. Anh coi anh nói viết anh đói bụng cung tay cung chân hết trơn, anh gớt điện thoại anh đi với cô mình ăn không nổi chứ nữa mà. Thành Nguyên hỏi điều đó bởi vì khi mà một cái nhân vật nào đó mà lên kênh của Thành Nguyên mà mình thương á thì gần như ai cũng nói là tới anh xem đi xem lại để xem người ta nói người ta bày tỏ sao sao mà xem chắc phải mấy chục lần. Đó, thì thành ra Thành Nguyên mới hỏi anh cái câu đó có, thì ra là có. Anh cũng có chung cái quan điểm với các anh khác luôn là xem cũng rất là nhiều cái nhân có vật sao anh nói vậy. Bởi vì anh có anh coi riết rồi anh biết chị đó ở quận 9 luôn rồi Hứa Thị Thanh Thi luôn đó, rồi có công ty cổ phần đứng sau lưng gì coi riết rồi biết rồi thuộc hết trơn luôn mà.
Rồi thế thì sau này mà kết nối thành công thì anh sẽ tính về bên cô hay là cô sẽ về bên anh? Anh nói với em, với đứa em dâu là cái chỗ nào làm ăn được thì mình cứ ở mình làm. Điều kiện bên nào tốt thì mình về bên nào. Tốt thì mình làm, ở chỗ nào mà mình làm được ra tiền thì mình cứ làm thôi nha. Chứ đừng có nghĩ là mình ra thành thị mình sống, để là vui, đua đòi thì các bạn không thích. Lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, còn gì nữa mà ham hố. Thành Nguyên cũng phải nói trước với anh Trung một điều là vậy. Cái chuyện mà ngày hôm nay anh đến đây bày tỏ cho chị Thanh Thi thì Thành Nguyên ghi nhận ha. Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh thì chị Thi sẽ hiểu và hồi đáp cho anh. Đó là đủ duyên. Không phải là anh cứ tới chương trình của Thành Nguyên là mình sẽ kết nối được. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài đúng cái duyên ra thì mình phải có cái nợ nữa. Trường hợp mà chị Thanh Thi mà hồi đáp lại tình cảm của anh thì cái điều đó là khỏi phải bàn cãi rồi. Nhưng mà trường hợp mà chị không hồi đáp thì các cô sau này mà muốn kết nối với anh thì anh có mở lòng không? Thì nếu mà coi ví dụ bây giờ chị nào biết buôn bán với anh thì anh thích. Còn nếu có ví dụ mà người đó giàu có quá mà tối ngày kêu anh chở đi du lịch chỗ này chỗ kia thì anh, không có đáp ứng yêu cầu nổi rồi. Độ tuổi các cô sau này mà kết nối với anh thì anh mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì bây giờ bằng tuổi anh đi, bằng tuổi anh thì nhỏ hơn anh 2 tuổi đi. Giống như lúc đầu anh chia sẻ đấy. Thì lớn anh hơn anh 1 tuổi, 2 tuổi cũng được, anh không có phân biệt đâu. Hay là cái duyên cái nợ thì biết sao nói đâu Thành Nguyên, mình chọn chứ không được đâu. Cái duyên cái số mình tùy duyên mình chọn chứ không có được. Muốn tìm công ăn việc làm cho chồng thì đó là thì anh cũng thích. Thì nhưng mà anh cũng không có nghĩ gì để cho vợ mình để đem chồng về để gánh nặng đâu. Đó thì anh cũng có nghề buôn bán. Thì anh thích buôn bán dữ lắm. Thì nếu được có duyên có nợ thì về anh ở trước anh bán vậy. Bán bánh mì thì anh bán tôm, bán cua, bán thịt heo trước. Thì đó thì cũng được rồi, cũng tạm ổn rồi chứ đâu phải cần vô trong công ty đâu em. OK, thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Để sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho chị Thi ha. Có thế nào đó thì Thành Nguyên sẽ cho anh hay. Cuối chương trình thì anh có cái điều gì đó anh muốn nhắn gửi tới cho chị Thi cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều. Thì trước tiên thì anh cầu chúc cho gia đình của em thì một ngày càng tiến lên để làm ăn để kết nối cho anh chị em mà còn nữa đời sau này chứ là đi từ thiện để là đứa trẻ mồ côi những người già cao tuổi đó là anh mong muốn thấy em là anh đáng thương vợ chồng em lắm đó. Nhưng rồi anh cho anh gửi lời với chị Thi thì bây giờ nếu có duyên với nợ thì bây giờ đến đi cứ mạnh dạn lên để mà nói với Thành Nguyên kết nối. Thì giờ cái duyên cái nợ thì nó còn ở đâu thì anh nó không có biết. Giờ cái phần số của chị nó vắng số đã mất đi rồi thì cái đó thì anh cũng khổ lắm, nhưng anh cũng muốn đi tìm một người là biết tính toán lo làm ăn, có tâm, có đạo đức. Rồi cho anh ngắn lại thì nói chị Thi thì chị Thi cũng không có yêu cầu những cái người ăn nhậu cá độ đánh bài cờ bạc thì cái đó là giúp pháp anh không có. Để khi mà anh nói rồi mai mốt về 5-7 tháng em kết nối rồi anh cái đuôi của anh nó lòi ra đây ra dài tới Bến Xe Cần Thơ là chết anh. Thì cái đó anh không có, hút thuốc không có, rượu không có, cờ bạc cá độ không có. Biết lo làm ăn 2 giờ là anh thức dậy là anh chắc xe anh đi rồi đó em. 2 giờ đêm á. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Nguyễn Minh Trung đến từ Cà Mau chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Sau chương trình ngày hôm nay, Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho chị Thi. Thì có như thế nào đó thì anh cứ chờ thông tin thôi, em sẽ cho anh hay sau. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ Thành Nguyên xin phép để tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho thành cùng Thành Nguyên. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để ủng hộ chương trình cho Thành Nguyên nha quý vị nhé. Em cũng chúc cho anh Trung thật là nhiều sức khỏe và thành công cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Rồi anh chúc em với gia đình càng ngày càng tiến lên, càng cố gắng em.